đang cái tóc đó. Đang cái tóc cho tinh thần. Rồi, ổn rồi. Thấy không, bình thản không? Đây là một cái áo, cái áo màu hồng, hồng đậm ha. Mình làm sao cho nó lạ mắt lên. Ví dụ giờ khách hàng vô, khách hàng giờ không thích vẽ bông hoa nữa đó, thì khách hàng có ý tưởng nào đó, ví dụ giờ mình sẽ tư vấn, hoặc là mình có những cái mẫu mình thiết kế cho khách hàng ha. Cái hàng áo này đó là việc làm màu từ dưới lên ha. Cái cô thiên thần có đôi cánh đó, đang bay đó, ví dụ như vậy đó, mình thiết kế trên cái áo cho khách hàng ha. Và trên vùng cổ này cũng vậy nè, thấy không, trên vùng cổ này thì cũng lam màu nè. Lam màu để làm gì? Để chút xíu nữa là đính hộp đá ba lê vô ha. Đây chuẩn bị sẵn hết rồi, lát nữa là sau khô màu cái là đính hộp đá lên một cái dàn cổ cho nó sang trọng và nó đẳng cấp ha. Ví dụ khách hàng có những cái nhu cầu cao cấp như vậy thì mình phải đáp ứng ha. Ví dụ bây giờ khách hàng vô thì phải biết cách tư vấn rồi những cái mẫu mã cho khách hàng ha. Thì sau này anh chị em vô học vẽ đó thì thầy Việt sẽ hướng dẫn, sẽ dạy cho ví dụ giờ bản thân khách hàng vô mình phải biết làm cách nào, làm gì đó, nói chuyện khách ra sao, coi cái ý khách muốn cái gì, cần gì, rồi mình mới coi cái ý tưởng khách đó là mình thiết kế hình cho khách ha. Nói chung á, để mở một cái tiệm vẽ mà gọi là chuyên nghiệp á, khách hàng đa dạng lắm, không phải khách nào vô cũng vẽ bông hoa đâu. Có nhiều khách vô họ thích cái này cái kia cái nọ, mình phải biết cách, biết thực hiện nữa nha. Thì thầy Việt cũng nói sẵn nó luôn, cái màu vẽ của thầy Việt á có thể vẽ giống sơn dầu, nhìn giống sơn dầu không, nhìn y như trên sơn dầu luôn đúng không, cũng có thể giống 3D nữa, vì cũng là do kỹ thuật của mình vẽ thôi, chứ không phải là các anh chị em cứ đến mua màu rồi cứ tưởng màu mình có phép thuật hay sao đó, không phải đâu nha, phải do cái bàn tay mình nữa, nhưng mà phải do cái kỹ năng của mình nữa. Cho nên là các bạn cứ nếu mà các bạn đến mua màu thì việc chỉ tư vấn cho màu vẽ thôi, còn những cái hình ảnh, những cái kỹ thuật để vẽ hay thiết kế như thế nào đó thì việc chỉ dạy các học trò học tại lớp ha. Còn người ngoài thì vì xin lỗi vì không có bàn tới nha. Rồi giờ coi cái hình vẽ thấy nó ảo không, rất là ảo đúng không, lát nữa mặc chưa có form á, keo lên nó chụp hình mới đẹp, bây giờ cũng chưa thấy rõ ràng lắm tại nó đang nằm ha. Rồi thêm một tác phẩm nữa của thầy Việt chuẩn bị tích đá lên nữa, mình nhìn nó mới đã nữa. Rồi cũng khô rồi đó, thì sau khi nó khô màu á thì Việt cũng sẽ quay một clip để vẽ to như vậy nè, vẽ mà thầy Việt bệt cổ luôn á, thấy không, bệt luôn á, bệt mà vẽ là bệt dày luôn đó,
thì coi cái màu vẽ mình có bị dày, bị cứng hay bị đơ vải như thế nào không nha. Lát xíu nữa mình sẽ quay cái clip. Rồi, ok.